Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Robo Hub News ngày 8 tháng 10. Trong bản tin hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hôm qua ngày 6 tháng 10, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2022. Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ trì toàn bộ công tác tổ chức thi theo khung thời gian tổ chức thi do Bộ quy định. Thời gian tổ chức thi có thể được điều chỉnh phù hợp với tình hình dịch bệnh tại mỗi địa phương. Đề thi được xây dựng bảo đảm độ phân hóa phù hợp, khuyến khích sáng tạo của thí sinh. Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến cáo những trường đại học, ngành học có mức độ cạnh tranh cao chỉ sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông làm công cụ sàng lọc, sơ tuyển, sau đó thêm các hình thức chọn lọc bổ sung nhằm phân loại tốt hơn đối tượng tuyển chọn. Bên cạnh đó, Bộ sẽ cùng các địa phương tổ chức thanh tra, kiểm tra tất cả các khâu của kỳ thi để bảo đảm an toàn, nghiêm túc, công bằng. Vừa qua, Bộ Công an đã phối hợp cùng Bộ Giao thông Vận tải thực hiện xây dựng, hoàn thiện giải pháp bổ sung các tiện ích số trên thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử. Trước mắt, một số tiện ích đã được bổ sung vào thẻ bao gồm xác thực thông tin tiêm chủng, giấy đi đường, tích hợp thông tin công dân nhận trợ cấp, đăng ký xe, lái xe luồng xanh. Các chuyên gia cho biết thêm, hiện nay, Bộ Công an đang phối hợp tích cực với Bộ Giao thông Vận tải tích hợp thông tin giấy phép lái xe vào thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử, đồng thời tích hợp thông tin bảo hiểm xã hội và rất nhiều các tiện ích khác vào thẻ cho người dân. Từ ngày 30 tháng 9, Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ và Tài năng trẻ chính thức tổ chức cuộc thi sáng tạo Robotics 2021, tạo ra sân chơi giúp học sinh hình thành ý tưởng, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ giải quyết vấn đề thực tiễn cuộc sống, vân vân. Đặc biệt, tất cả các lứa tuổi học sinh thuộc các cấp trên cả nước đều có thể đăng ký tham gia. Đây là một bước tiến mới mà ban tổ chức muốn hướng đến nhằm khơi dậy đam mê, góp phần định hướng nghề nghiệp và phát triển kỹ năng mềm cho các em học sinh. Do diễn biến của dịch bệnh, các đội dự thi sẽ tiến hành thực hiện bài thi với robot theo hình thức trực tuyến và gửi sản phẩm về cổng thư điện tử của ban tổ chức trước ngày 22 tháng 10. Quý vị và các bạn có thể truy cập website tainangviet.vn để theo dõi kết quả cũng như phần dự thi của các đội. Chỉ nặng gần 4 kg, Nano Dragon là vệ tinh dạng siêu nhỏ được các nhà khoa học Việt Nam chế tạo thành công sau hơn 3 năm nghiên cứu. Khác với những vệ tinh lớn, Nano Dragon có thời gian phát triển ngắn và chi phí thấp hơn. Đây là vệ tinh do Trung tâm Vũ trụ Việt Nam phối hợp cùng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ phát triển. Toàn bộ quá trình chế tạo vệ tinh này hoàn toàn được thực hiện tại Việt Nam. Vệ tinh Nano Dragon đã chính thức tách khỏi tên lửa Epsilon 5 của Nhật Bản, đi vào quỹ đạo và bắt đầu nhiệm vụ của mình từ ngày 7 tháng 10. Đây là minh chứng cho thấy Việt Nam không nằm ngoài cuộc đua vũ trụ của thế giới. Rạng sáng hôm nay ngày 8 tháng 10 đã diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Trung Quốc thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 2022. Trước sức ép bắt buộc phải thắng, hai đội đã thể hiện rõ quan điểm đá thận trọng nên hiệp 1 trôi qua không có quá nhiều tình huống ngoài pha dứt điểm của tiền đạo Tiến Linh. Tuy nhiên, cục diện trận đấu đã thay đổi khi bước vào hiệp 2, đội tuyển Trung Quốc đã vượt lên dẫn trước nhờ hai bàn thắng ở phút 53 và phút 75. Vậy mà gần như lập tức, đội tuyển Việt Nam đã đáp trả lại bằng hai bàn thắng đẹp mắt của Tấn Tài và Tiến Linh trong 10 phút. Chỉ tiếc là niềm vui đó đã không thể trọn vẹn bởi Vu Lây một lần nữa đã tỏa sáng đúng lúc, ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho Trung Quốc ngay phút bù giờ cuối cùng. Nhưng với những gì đã thể hiện, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo có quyền tự tin vào một kết quả tốt hơn ở trận lượt về tại Việt Nam vào đầu năm tới. Hiện nay, công nghệ robot đang ngày càng tiên tiến để phục vụ con người trong các lĩnh vực khác nhau. Vì vậy, các kỹ sư trên thế giới đã chế tạo ra nhiều robot với đa dạng chức năng và trông rất sang xịn mịn. Nhưng đôi khi tốt nước sơn hơn tốt gỗ, kèm nhiều lúc ẩm IC đã tạo nên những tình huống dở khóc dở cười cho các nhà sáng chế. Sau đây, kính mời quý vị cùng đến với các khoảnh khắc cười ra nước mắt của những anh bạn robot. Vâng, cho đến bây giờ thì ta mới hiểu ý nghĩa và sự quan trọng của câu tục ngữ tốt gỗ hơn tốt nước sơn đúng không quý vị? Và những thông tin vui vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Robo Hub News ngày 8 tháng 10 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!